mâm mâm nè, thấy kìa. Giỏi quá ta. Em bé Tiger giỏi quá đi coi. Ôi ba điện gì? Hello. Hello. Ba điện gì sớm nha. Ồ, giống cái đèn giao thông không? Thiếu áo vàng. Thiếu áo vàng. Thấy kìa. Thấy kìa, ăn đi con. Thấy kìa, nhìn. Nhìn cơm burger hả? Ừ, trời ơi. Ủa, hôm nay không đi nhậu à? Nhậu gì, đang uống thuốc mà, nhậu gì. Hơn tháng rồi, tháng này để cho nó thêm uống thêm từng nữa cho nó dứt điểm. Bà thấy uống ok đúng không? Ừ. Uống tốt đúng không? Mà dễ uống rồi. Uống thêm từng nữa cho nó dứt điểm. Ừ. Mà đỡ nha, thấy cái bụng nó thấy bụng nó êm á. Ăn uống hay kia cũng ngon lành, không có bị gì hết. Chứ là trước mà ba sáng mà sáng mà tối nào mà nhậu là sáng là vậy là coi như là té re luôn đó. Ừ. Ừ. Đó rồi. Không? Vậy là tốt rồi nhưng mà không duy trì hết. Nha. Ừ. Uống duy trì đừng bỏ ạ. Ừ, bữa nay nó cũng êm êm rồi nhưng mà thôi để cho nó ấy, tại đợt trước đi quá, đợt trước chịu không nổi luôn. Như cái này nó cũng ba nghĩ chắc ba cũng bị đại tràng nhẹ nhẹ đó. Đúng rồi, ừ. Thì ba mới bị đau bụng tiêu đi tiêu hoài đó. Ừ, thì đi riết á, nhiều khi uống những cái nó phá hết cái men á, ừ. Cái mất men rồi đó. Ừ rồi xong nó chuyển qua thành bị yếu đại tràng hay là thậm chí là viêm không chừng. Cái đi hoài thấy ngày nào cũng thấy sáng nào cũng làm té re thấy cũng hơi ớn ớn. Tại chị bạn mẹ giới thiệu thì thấy uống liên tục là thấy. À chết ra, quên. Uống cự thôi. Đây. Hay quá. Đây. Ở đây luôn. Colomen đã sử dụng và đã thử. Nha bà con. Các anh nhậu, các anh nào mà nhậu đi kiếm cái này mình. À, cái này là tên nó là chữ tiếng Nhật Bifina nhưng mà cái từ tiếng Nhật đúng không đó, nhớ cái thương cái nhãn này đó, có gì để mình gắn thêm cái mẹ mới cho ba cái địa chỉ mua đó, ba gắn xuống ở dưới comment cho bà con. Dạ. Trong đây nó có mấy cái gói vậy nè đó. Lắc lên thử đó, đó. Trong đây nó có không, nó là hạt đó cho nên ba nghe được cái âm thanh. Không, nó có cái hạt này con. Hạt đúng rồi. Mẹ uống cũng chua chua ngọt ngọt nè. Ừ. Nhưng mà của bé này không có vị gì hết. Ừ. Nó lạt lắm cho nên là rất là dễ uống. Cho vào sữa hay là trái cây nè. Không. Hay là nước cũng được. Trời pha đất. Ra. Giờ để tăng tốc mình làm thêm một ống nữa. Thôi, một cái là đủ rồi. Bớt tăng tốc lại. tăng tốc để cho hay gấp rút quá à, để đi nhậu hay gì. Hay quá ha. Bà hư quá con hả? Bà hư quá. Khá rồi. Thế bà giỏi không? Giỏi. Thế bà uống thuốc giỏi không? Cầm theo luôn đi. Nhưng mà cái này không phải uống thuốc, cái này là uống men. Cầm theo bỏ vô vali đi để đi công tác. Này là của người lớn. Lớn, của cha em này nè. À. Từ 0 tuổi là đã uống được rồi. Không tụi trở lên là rồi. Rồi để coi Tiger nó thích cái gì, nó chọn cái gì nha. Rồi con chọn cái nào. Nè. Cho hớm tiếng cành nè. Rồi ba điền cho con kìa, con chọn. Giờ Tiger chọn nào nè. Là biết liền à. Con chọn nào. Tiger chọn cái nào. Chọn ba. Nhìn ba là chọn ba. Đó, Tiger chọn cái của đó luôn kìa, thấy chưa, thông minh chưa. Người ta thích trẻ em mà, có hình em bé mà, ồ. Này là của con nè, con ôm đi. Thấy chưa. Rồi. Con táo, con ba chỏi. Con táo ba chỏi. Không, cái này uống phải hay đó, sáng hôm qua, sáng này coi như hôm qua là đi coi như là hơi đuối luôn, sáng mới làm có một gói thôi mà thấy nó êm á. Sao không được cắn không? Ừ. Này là từ công nghệ SMA, nó có những cái giống như là cái men sống trong đây vậy đó.
Em đi sinh sống ở đây ba mà cắn ra là nó không có ok bằng bà ba nuốt luôn, hiểu không? À. Ừ. À, nếu mình cắn này thì rất là nhạy khi mà ba bị táo bón. Okay, okay. Hay là ba bị tiêu chảy đều nhạy hết luôn. À, nó sẽ kỳ ta, hai thứ được. Thế mà tiêu chảy thì nó cầm, còn táo bón thì nó tại vì nó giống như nó điều hòa lại cái đường ruột. Nó thông. Đúng không? Đúng hơn. Cho nên từ khi mẹ uống này là mẹ không uống thuốc gì luôn á. Tại vì uống thuốc táo bón đâu có tốt đâu. Uống về lâu về dài là bị bệnh. Hay quá. Không mà đồ Nhật, cái này đồ Nhật xịn quá trời. Đồ Nhật là bảo đảm là không có cái gì bậy bạ. Chị Hồng giới thiệu quá hả? Vâng. Wow. Đúng rồi, bà ở bên Nhật lâu năm rồi bà biết. Chồng hồi Nhật. Không, sản phẩm Nhật thì chất lượng rồi. Mầm cha mẹ dạ tắt. Cha cha cha. Ôi chụp chụp cha. Xin chào. Dạ cho con một lần nữa nè, con lựa cái nào nè, để đổi bên nè, có lựa nào. Lựa giờ nó lựa cổ đực của bà. Tại vì con thuận đá bên đó, con lấy cho dễ. Con lựa nào? Đó. Quá dễ. Nhưng mà okay. Cái hộp đó thì con lại cầm hai tay. Rồi mai đi tiếng rau ôm theo đi cho chắc ăn. Đúng. Theo gì mẹ. À nãy mẹ pha cái này vô trong đó luôn á hả? Đúng rồi. À cái gói nhỏ nhỏ này đúng không? Đây, đây. À cái nó màu bột màu trắng, không có mùi, không có vị gì hết. Ừ, nó khác cái của bà. Đúng rồi. Cái bà nó cho nên trẻ em nó rất là dễ nuốt. Cái của bà nó chua chua ngọt ngọt. Thật hay quá ta. Nhận. Rồi đường ruột nè ha. Rồi viêm đại tràng. Đó đây là dạ, Coloman đã dùng thử đó, bà con cô bác mình có thể nhất là các bạn mà hay thường xuyên bia bọt rồi đó nha. Đó là cái đường ruột mình nó yếu đúng không? Đó ăn hết rồi nè. Đường ruột mình nó yếu nó hay dẫn đến là cái chảy tào tháo mà bà dân gian hay gọi là tào tháo ruột. Ba là hay bị vậy lắm. Không. Mẹ thì có tới ngày tới bón. Không mà cái này hàng xịn nha, tiêu chuẩn 5 sao của Nhật đó, không có đùa đâu. Ừ. Biết mà. Cho nên là cứ yên tâm mà uống đi. Biết mà, mẹ là đầu tư dữ lắm. Lựa thuốc là không có sai chạy đâu được hết á. Ừ. Gì mà tốt nhất cho thằng cu này là lựa hết rồi. Nhưng mà cái này mắc không? Không, giá cũng nói chung là mua được không mắc, hàng cao cấp mà. Ừ. Thì mình muốn tốt thì nó phải vậy thôi. Không có mắt. Rồi, ok. Hên. Mâm. Nhưng mà tốt nhất là phải bớt lại, đúng không? Đúng. Nói gì nói cho dù tốt cách mấy thì cũng phải bớt. Bớt bớt ăn nhậu lại, ăn uống điều độ. Giỏi quá. Dù nè. Phải điều độ lại. Giỏi quá ta. Đó, ăn tập. Ôi, đây rồi lấy cái hộp của con hả? Hộp này của con mà, đúng không? Có em bé nè. Nên đây là ăn cháo, cá hồi, trứng cá hồi. À. Ấy là phùng. Hèn gì bữa nay không thấy rặn nữa. Bữa rặn đỏ mặt tía tai luôn á. Đúng rồi. Ừ. 2-3 ngày mới đi lần. Anh này giờ là đi mỗi ngày rồi. Anh này là như cũng hơi giống mẹ nè, là hơi bị bon. Hơi bị TAO tao. Tao. Để tôi. Giờ tôi có thuốc này tôi hết rồi. Và sắp tới chắc cũng hy vọng sẽ làm một cái chương trình mà gọi là vui cùng bố Biển. Đó, chia sẻ kiến thức cho những ông bố mà giống như mình là thiếu kiến thức nè, lớn tuổi nè. Nhiều khi là không có chăm con nên cũng không biết. Ha. Ừ đó thấy chưa? Nói không có chăm con là con nó ừa liền. Ừ, ba kia. Ba đi tắm nha. Nha. Lẹ đi. Ok ừ, nha. Ừ. Bye bye con nha. Chăm con. Nha. Oh, wow. Ồ, xanh đỏ. Này đang lại phải mặc áo vàng nó mới giống cái đàn xanh đàn đỏ. Em thích màu xanh lá mà kêu ó. Nó thích màu xanh lá mà kêu người ta mặc. Thôi tạm biệt con đi. Bye bye. Ok. Bye bye chú bác nha. Hôm nào con ăn con lại quay tí. Bye bye. Đây rồi, bye bye. Đây rồi. Đây rồi xanh lá kìa, đây rồi. Xanh lá con thích xanh lá đúng không? Nhưng mà đừng xa lánh con nha. Dạ này nói chuyện dữ ha.